Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 8 của mình. Chị dắt mình đi ăn phở để chúc mừng sinh nhật. Chị còn mua cho mình một cây kẹp tóc nữa. Mình cứ tưởng sẽ được cả nhà chúc mừng, nhưng họ đều không biết. Dù sao thì sinh nhật năm nay mình cũng đã rất vui bên chị. Hôm nay là sinh nhật của nhỏ Tâm Anh hả ta? Đừng mà. Mày có làm cách nào mình cũng không đưa đâu. Cái gì nó vậy? Cái gì vậy? Mình cái không gì? Đưa đâu. Thôi mà. Mình chết, mình sẽ cho mày chết nè. Thôi. Đưa thôi mà. Thì tao mới hả? Thôi. Mình không đưa đâu. Sao? Sinh nhật kệ mày chứ. Tiệm đóng cửa mất rồi. Đưa chỉ mà một cái thôi em nâng lại nha. Dạ, con mời chú. Cảm ơn con. Trời đất ơi, khuya rồi mà con còn đi đâu nữa hả? Cả nhà ơi, hôm nay là sinh nhật ai của nhỏ Tâm Tanh á. Ủa, bữa nay là sinh nhật của Tâm Anh à? Dạ đúng rồi. Tâm Anh, Tâm Anh, dậy đi em, dậy lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Sao vậy trời? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mừng ngày sinh nhật Tâm Anh. Mừng ngày sinh thổi đi con. Nè con gái, cô không có biết hôm nay là sinh nhật của con. Ngày mai cô sẽ dắt con đi ăn buffet, chịu không? Chúc mừng sinh nhật con. Nè Tâm Anh, sinh nhật của mình là phải nói cho mọi người biết nghe chưa? Tâm Anh, ngày mai chú sẽ tặng quà cho con nha. Sinh nhật của em anh không nhớ, anh xin lỗi nha. Con cảm ơn mọi người. Wow, chị pha cacao hả? Chị pha cho em với Lâm Chi nè. Lâm Chi đâu? À, Lâm Chi chút nữa xuống đó chị. Dạ em uống đi. Uống rồi nhớ đánh răng nha. Dạ. Cẩn thận đó. Thơm quá à. Lâm Chi, chị làm cacao cho em nè. Uống xong em cũng nhớ đánh răng nha. Em biết rồi, chị khỏi cần nhắc. Nóng chết đi được. Bộ nóng lắm hả em? Ông ta chạy đấy bà. Chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi, có chị, sao không? Chị không sao, chị không sao. Trời ơi, sao nó đang ra to quá vậy nè? Không sao đâu, chị xức thuốc lát là bớt à. Cái này chắc là sẽ để lại sẹo đó. Hay là chị đi bệnh viện đi. Chị bị nhẹ mà, đi bệnh viện làm gì? Nhẹ cũng phải đi chứ. Hay là
tại chị không có tiền. Làm gì có chuyện đó. Tâm ý à, cô đi tới ngày mai cũng mới về. Con ở nhà giúp cô lo cho mấy đứa nhỏ nha. Dạ, con biết rồi cô. Làm chi, ở nhà phải ngoan nghe chưa. Dạ. Thôi ông đi nha. Dạ. Chú đi nha, ba đi nha con gái. Bye bà. Bye con. Dạ, con chào mọi người. Con chào mọi người. Mọi người đi cẩn thận nha. Chị ơi, em muốn ăn chuối chiên, mình làm chuối chiên ăn ha. Ờ, chắc là để sau đi. Chị còn phơi đồ với lại đi siêu thị nữa. Dạ. Làm chi, à, để chừng nữa chị làm cho chuối chiên cho hai đứa luôn nha. Dạ. Tâm ý. Ủa, Nguyên, cậu mới đi học về hả? Dạ, chị đi đâu vậy? À, tôi đi siêu thị. Trời, chị đi một mình nguy hiểm lắm á. Ừ, đâu có sao đâu, giờ này cũng còn ban ngày mà. Thôi cậu về nhà đi. Không được đâu, em đi với chị. À, tại em cũng cần mua mấy món đồ. Ờ, à, mua gì để tôi mua cho. Thì à, em mua cái này cái nọ, nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm. Thôi để em đi cho. À. Bữa nay cậu đi học vui không? À, vui. Nè chị bán chủ kia. Hả? Chị đi đâu á? Ờ, chị đi siêu thị, có gì không? Em muốn uống cacao nóng, pha cacao cho em. Em muốn uống cacao hả? Chị nhớ là phải pha cho xong rồi mới được đi. Ừ, chị biết rồi. Chị đi đâu vậy? Ờ, tôi đi ra ngoài mua một chút đồ à. Thôi để em đi chung với chị nha. Đi chung hả? Công nhận lâu lâu đi dạo buổi tối thích quá ha. Ờ, mà cậu mỏi chân chưa? Đâu mỏi gì đâu. Nguyên! Chị Tâm Ý. Đi đâu vậy? Bữa nay có buổi học đặc biệt ở trung tâm không nhớ hả? Phải hôm nay không? Ừ. Bởi vậy á, tôi biết bà không nhớ, tôi mới chạy qua đón luôn nè. Đi. Ờ, vậy bạn đi trước đi. Lát tôi đi theo. Ê, thôi, cậu đi học đi, coi chừng trễ á. Nhưng mà cho đi có một mình mà. Thì đâu sao đâu, siêu thị cũng gần đây mà. Cậu, cậu đi học đi. Không được đâu, không được đâu. Bạn đi trước đi. Thôi, đi đi, đi học không đi là tôi giận á. Tôi giận hai người luôn á, trễ giờ học của tôi á. Thôi đi nhanh đi. Nhanh đi mà. Chị nhớ là chọn đường sáng sáng đi nha. Ừ, đi học vui vẻ nha. Ngồi đây sao tôi chở. Ờ. Nhớ đi cẩn thận á. Ừ. Hai cậu cũng đi cẩn thận nha. Chị em đi. Ừ. Cẩn thận nha chị. Đi nha. Ừ. Đi ra. Ê, quán. Cái gì đó kìa. Kệ người ta đi, đi học. Không được, được. Cái gì vậy? Nó mặc đồ kỳ lắm. Sao vậy? Kệ. Chị có mưa đâu, sao nó mạo mưa? Đặc biệt bao mưa, thôi đi học đi. Nhưng mà cái đó là hướng xuống siêu thị. Ô, trễ nay lo đi học đi. Không được, không được. Quyên. Chị nè. Ừ? Con heo này là của em mà. Chị lấy cái này đi bệnh viện yêu cầu bác sĩ khám cái chân cho chị nha. Hả? Ngày mai chị đi bệnh viện khám đi. Bộ nóng lắm hả em? Ông ta chị hỏi đấy bà. À, chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi, có chị, sao không? Chị không sao, chị không sao. Chị bị nhẹ mà, đi bệnh viện làm gì? Nhẹ cũng phải đi chứ. Hay là tại chị không có tiền. Làm gì có chuyện đó. Làm chi, à, để chừng nữa chị làm cho chú chiên cho hai đứa luôn nha. Dạ.
chị Tâm Ý. Ủa Nguyên, cậu mới đi học về hả? Dạ, chị đi đâu vậy? À, tôi đi siêu thị. Em muốn uống cacao hả? Chị nhớ là phải pha cho xong rồi mới được đi. Chị biết rồi. Chị bị không có nặng cho nên là không cần đi bệnh viện đâu. Thiệt không? Thiệt mà. Mà bộ em lo cho chị hả? Lo gì, còn lâu á. Chị cảm ơn nhiều nha. Đã nói không có lo rồi mà. À mà sao phải ra tận đây đưa cho chị vậy? Tại em sợ con Tâm Anh biết, nó tò mò. Mà sao vậy? Chị định nói cho nó nghe hả? Chị mà nói cho nó thì biết rồi. Là em nha. Chị hứa là chị không nói với Tâm Anh đâu. Thôi đi về đi, rồi chị đi siêu thị về á, chị mua thịt chị làm sườn nướng cho nha. Ôi yeah, chị nhớ làm nhiều nhiều lắm nha. Ừ, cho làm chị ăn bể bụng luôn. Yeah, đã ra. Chị có sao không? Ủa, sao cậu không đi học? Sao em ở đây? Cái câu này tính ra em phải hỏi anh mới đúng á. Mà sao anh cứ hớt ha hớt hở, thở y chang như bò luôn vậy. Chào Lâm Chi. Mày hay lắm. Mày giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rồi. Muốn bay đâu bay. Là sao Lâm Chi? Tao nuôi mày mập thay. Rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mày xin lỗi nha Lâm Chi. Trời ơi xin lỗi gì mày ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Nắm hiểu mấy con tục ngữ tới đâu. Ờ, Lâm Chi ơi. Dạ. Bạn nói sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ. Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à. Ừ, tại vì chị Tâm Ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lâm Chi đánh hoài. Tao đánh mày nào? Ừ? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh á hả? Quay qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu. Ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời trời. Ê Ngọc Khai, ngắm bệnh có nuôi chó không? Bạn hỏi anh chi vậy? Bả không đánh mày thì con chó nó cũng tát mày à. Cũng gãy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mày ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha là tao không đi tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè nhiều tình thương dành cho mày lắm á, nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Bộ mày thích ăn mấy món tầm thường đó lắm hả? Ừ. Ngon á. Ngon cái gì? Để tao gọi pizza về coi cái nào ngon hơn là biết liền ha. Ê,
Nè nè nè, là cái này ngon mắt nè. Không có chứ. Không ăn ngon hả? Sao? Ngon không? Ngon 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 đi. Tụi tao cái à. Nè, tại tao thấy mẹ ăn một mình buồn nên tao mới ăn chung cho vui thôi đó nha. Ờ, ở trong chảo còn đó, hết thì mấy đứa lấy thêm nha. Dạ. Mày đi đâu vậy? Chạy là ngon rồi nè. Ba, dậy ba. Gì vậy con? Ông kêu ba kìa. Mày hay lắm đó Tâm Anh, hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù nục bạc cả chị. Mình tên là Elizabeth, bạn tên gì? Mình tên là Amanda. Ơi con gái ơi, con xuống coi tivi với ba đi. Con muốn coi. Con sao vậy? Sao hôm nay nhìn con không có sức sống gì hết? Con có mà. Mà ba ơi, bây giờ có phải là 6 giờ không ba? Ừ, chỉ mới 6 giờ chiều thôi. Sao thời gian trôi qua lâu quá vậy? Ừ. Hay là ba con chơi cưỡi ngựa ha? Hả? Chơi cưỡi ngựa hả ba? Ba làm ngựa cho con cưỡi. Con không muốn chơi. Sao vậy? Con thích chơi cưỡi ngựa lắm mà. Nhưng bây giờ con không muốn chơi. Sao một ngày lại dạy vậy chứ? Tâm Anh hả? Gì? Tâm Anh? Ngủ ngon nha. Có chuyện gì vậy em? À không có gì. Giận nè, mày muốn nghe điện thoại làm ơn nói nhỏ nhỏ. Nói lớn quá làm tao hối biết chưa? Trời ơi, nó hú cái gì vậy ta? Sáng mai mày về đây rồi chứ gì? Được, hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù nuốt bạch cả chị. Sao nó chưa về ta? Nè! Cái đồ bên kia hả? Là mẹ hả? Cái nhỏ này. Làm gì mà bữa nay con dậy sớm vậy? Ngủ không được. Nè, viết bản tự kiểm chưa đó? Dạ con đang viết. Đi lên lầu viết cho xong nghe chưa? Dạ. Hả? Cái gì vậy? À mà không có gì. À mà đây là cái chợ sao mày chỉ cứ ra vô hoài vậy? Để tôi. Nè. Sao anh cứ tới nhà em hoài vậy? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kết hôn với em được chứ? Kết hôn với Sơn Tùng thôi được không ma? Chán ghê rồi. Có thể cho biết chuyện gì xảy ra được không chị? Chị không biết nữa.
sáng nay về mà chưa về nữa. Làm gì mà chậm như rùa. Làm ăn giờ giấc kiểu này là chết người ta rồi. Ê, ê nhỏ mày kia. Nó đâu rồi ta? Không lẽ mình nhìn nhầm? Á, cái gì? Nè, sao giờ này mày mới về? Hả? Là cô hả? Sao vô duyên quá vậy? Cái gì vậy? Nè, sao giờ này nó chưa về? Chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn nói chuyện vậy hả? Có nói với anh đâu, lo ăn đi được cái mày thú á. Nè, hai cái đứa này bỏ. Làm chi? Cái con này bị anh nó la là phải rồi, hỗn láo quá à. Còn con nữa. Dạ. Chọi nó đi. Bà. Trời ơi ba đi, ba còn xúi tụi nó nữa. Nó hỗn nè. Tâm Anh nó còn đi chơi, chắc là chiều về đó em. Đi chơi chiều mới về. Không thèm ăn nữa. Làm chi? Cái con nhỏ này. Đánh nó bây giờ. Đứng lại cho mẹ con cái con nhỏ này. Thôi em. Bực mình quá à. Nè, cái con mày kia. Sao nó về trễ quá vậy? Bực mình quá nè. Alo, bánh bao chiên hả? Mình không ăn đâu, mấy bạn cứ ăn đi. Nè cái đồ đáng ghét. Mày nói là sáng nay mày về mà sao bây giờ mày mới về? Bộ mày tính đi luôn hả?